Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình có một con máy cơ xích Zenot Komatsu G30 AVT. Đấy, con này thì bít tông nó tầm 36 ly và 30cc thôi anh em nhé. Và làm được khá ngắn nha, làm một con mini tay cụt, làm này tắc cắt được tầm 2 tiếng rưỡi quá. Xích 1/4, xích mini, xích chuẩn, cái nhỏ nhất ha. Đây, tình trạng máy móc đây. Đây những cái keo để buôn trơn bên nước ngoài như thế này. Keo đó. Từ máy móc tốt thì nguyên zin ha. Và để nặng cái chắc tầm 3 cân thôi. Khởi động cái máy cho anh em nghe. Rồi, máy mổ nó máy móc tốt, ok. Anh em nào kết thì alo số điện thoại của mình 0974 644 973 nha. Rất là đẹp, xin chào nha.